Webtoon đang hot tại Việt Nam. Nhà vua đã giết gia đình ta. Trùng sinh từ quá khứ, con phải trở thành hoàng hậu để cứu gia đình mình. Rosman, ngươi sẽ phải trả giá. Cuộc chiến quyền lực nơi cung cấm. Đón đọc Lady to Queen tại app truyện tranh Comico.